Ngày 36 vừa qua, phía đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thông báo đã giải ngân 15,2 tỷ đồng và khép lại hành trình quyên góp cho bà con miền Trung. Trước thông tin trên, cư dân mạng vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, câu chuyện tiền từ thiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về Mỹ khi hết dịch tiếp tục gây xôn xao khắp các điển đàn thông tin nghệ sĩ hoài linh sẽ về mỹ sau drama được cho là do con trai nam danh hài tiết lộ trong đoạn bình luận giữa anh và nữ điển viên nam thư theo hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ nam thư đã đế lại bình luận trong bài viết của con trai nghệ sĩ hoài linh cuối cùng cũng đã giải ngân xong nhẹ nhõm sau đó tài khoản võ lê thành vinh đáp phải như thế mới vừa lòng vô ơn chị ơi bố em một đời lao tâm cống hiến nay đã mệt rồi hết dịch bố sẽ về mỹ ở luôn đoạn bình luận trên thu hút sự chú ý của công chúng và được lan truyền khắp mạng xã hội. Bên cạnh đó, Netizen gây gắt chỉ trích thái độ của con trai nghệ sĩ Hoài Linh vì từ ngữ xem thường khán giả. Nhưng thực hư ra sao? Đoạn bình luận gây tranh cãi được cho là của Nam Thư và con trai nghệ sĩ Hoài Linh. Trước thông tin trên, Võ Lê Thành Vinh đã quay đoạn clip nhằm khẳng định đoạn bình luận trên là hình ảnh Photoshop thà tờ sư rất bư cờ xúc khi thấy hình ảnh đưa cờ cho là bình lụ nợ của tôi vơ y như nơi tư ngư tiêu cư cờ, đưa cờ lan truyền trên các họ y nhóm và mạng xã hội. Xin khan rê định, tôi không và chưa bao giờ bình lụ nợ như thế. Ảnh chụp đó hoàn toàn là sản phẩm của Photoshop. Tôi có đủ kiến thư cờ để biết mình nên nói và bình lụ nợ gì trên các trang mạng xã hội Ngay sau đó, kiều nữ làng hài đã chia sẻ bài viết của con trai nghệ sĩ Hoài Linh và bày tỏ sự bức xúc trước màn vu khống có chủ đích này, cô tuyên bố sẽ đứng ra đối chất để làm rõ vấn đề. Trên tài khoản cá nhân, Nam Thư viết: "Xin đừng vu khống tôi bằng trò photoshop như thế này. Tôi comment ở đâu, trong bài viết nào thì chứng minh bằng hình ảnh và dẫn link bài viết ạ, à, tôi sẽ trực tiếp đối chất và làm rõ vấn đề này. Xin cảm ơn." Con trai Hoài Linh bức xúc trước những thông tin gây hiểu lầm. Nam Thư tuyên bố sẵn sàng đứng ra đối chất khi bị kéo vào lùm sùng trên. Nghệ sĩ Hoài Linh và con trai của Nam Danh Hải. Nam Thư và con trai của nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh, sưu tầm, Facebook nhân vật.